Chào các chị ạ, thêm một mẫu váy nữa các chị nhé. Mẫu váy đầm bèo đuôi cá, rất là xinh. Mẫu này phần tay thiết kế bèo và phần để em đứng xa ra các chị nhìn thấy. Phần dưới cũng là bèo đuôi cá, xinh cực kỳ luôn ạ. Đằng trước thì thiết kế khóa kéo đồng. Mẫu này hiện tại giá đang hạ nhiệt rất là sốc, chỉ 350 thôi ạ. Giá 350, giá gốc của chiếc váy này là 780 ạ. Phải co giãn các chị nhé, mặc lên ôm sát được ba vòng của mình, vừa xinh lại còn vừa sang nữa. Mẫu váy này shop đang có thêm 3 màu nữa. Đây là màu đỏ ạ. Và màu đỏ đô. Rất là xinh. Màu cốm ạ. Mẫu váy này bên em đủ size S và size M các chị nhé. Size S thì dành cho các chị từ 45 cân đến khoảng 48 cân. Size M thì khoảng từ 55 cân đổ xuống ạ. Rất là xinh ạ. Các chị nhanh tay đặt hàng nhé các chị nhé. Giá 350 ạ. Dạ vâng đúng rồi chị Vi Ngọc ạ, đầm dài chị nhé. Đầm dài qua đầu gối. Mình đi với cả dép cao lên thì rất là sang chảnh ạ. Giá 350 chị nhé. Chị inbox để lại số điện thoại và đặt hàng ạ. Shop sẽ gọi điện đến tư vấn cho chị ngay ạ. Dạ có size S và size M chị nhé. Hiện tại thì em đang mặc size S. Em người em hơi gầy thì rộng một chút. Em là 45 cân đấy chị ạ. Nhưng mà mình khoảng tầm nhỉnh hơn em một chút thì mặc rất là body. Có thêm 3 màu nữa, màu đỏ đô ạ. À, màu xanh rêu. Màu đỏ tươi hơn một chút ạ. Giá gốc của chiếc váy là 780.000 lận đấy ạ. Chị inbox và đặt hàng chị nhá. Em chào các chị ạ.